ai sẽ thay tổng trọng vì sao nếu là tô lâm thì sẽ là một mối họa cho việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng đã vắng mặt trong hơn hai tuần qua việc này đã dấy lên những đồn đoán về tình trạng sức khỏe rất xấu thậm chí đã nguy kịch của ông trong giai đoạn cầm quyền của mình tổng bí thư nguyễn phú trọng là điển hình của một kẻ hàm hố quyền lực ông sẵn sàng ngồi xổm lên chính điều lệ của đảng cộng sản việt nam do ông làm đảng trưởng để ngồi liên tiếp ba nhiệm kỳ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí Thư luôn tìm mọi cách để triệt hạ những đồng chí không cùng phe trong đảng. Ông Trọng gọi họ là những kẻ ham hố hay tham vọng quyền lực và ông Dọa sẽ không cho phép họ vào ban chấp hành Trung ương Đảng. Những cái tên như Nguyễn Tấn Dũng, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc là bằng chứng rất cụ thể. Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất thân thiết với nhau. Công luận đánh giá chưa có thời kỳ nào mà tình trạng tranh giành đấu đá quyền lực mất đoàn kết nội bộ lại nghiêm trọng như thời Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư. Nội bộ Đảng Cộng sản đã bị chia rẽ, tình hình các phe nhóm theo vùng miền, theo phe nhóm lợi ích khác nhau để tranh giành quyền lợi cũng như quyền lực do tham vọng quyền lực quá lớn, không biết đủ. Mặt khác, do tổng trọng đã gây quá nhiều thủ oán nên chuốc cũng rất nhiều. Bởi vậy, ông muốn ngồi mãi ghế để làm ông trùm, vì chẳng may xuống ghế thì có thể bị phe khác lại ngày. Đó là lý do người ta nói rằng Tổng Trọng sẽ chết trên chiếc ghế Tổng Bí Thư, bởi vì ông Trọng không dám nghỉ hưu. Nếu ông rời ghế thì các đối thủ trong đảng sẽ phanh thầy ông ngay lập tức. Lời tiên tri này đến hôm nay đã trở thành sự thật. Cũng bởi ông Trọng không lường trước tình huống này hoặc ông không còn đủ sức để thao túng nội bộ đảng. Mới nhân sự kế cận chiếc ghế Tổng Bí Thư đến thời điểm này vẫn chưa có câu trả lời. Thời điểm hiện nay về nhân sự kế cận trước Tổng Bí Thư một số ý kiến cho rằng chỉ có ông bộ trưởng bộ công an tô lâm là người có kinh nghiệm đủ quyền uy phù hợp nhất để mà kế nhiệm chủ tịch nước võ văn thưởng bị đánh giá là quá trẻ thiếu kinh nghiệm còn phạm minh chính hay vương đình huệ thì đều không có điều cần và đủ như tô lâm đó là không có súng nhà báo lê đăng văn đoàn một cây bút chuyên về chuyện bí ẩn nội bộ cung đình việt nam trong bài viết ông trọng đang trong tình trạng hôn mê sâu phải không đã tiết lộ như sau nếu ông Trọng ra đi đột ngột, ai sẽ thay ông nắm vị trí đầu đảng là câu hỏi mà giới chấp bu và thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra. Vương Đình Huệ là cái tên được đích thân ông Nguyễn Phú Trọng giới thiệu quy hoạch chức danh Tổng Bí Thư khi đưa Huệ làm Phó Thủ tướng Chính phủ sang thay Hoàng Trung Hải và tráng men chiếc ghế Bí Thư Thành ủy Hà Nội vào năm 2020 để một năm sau đó Huệ nắm ghế Chủ tịch Quốc hội. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bên phải và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên vừa gặp nhau tại Hà Nội. Hai bên đã có thỏa thuận tương hỗ. Nhận xét về cuộc chạy đua ngấm ngầm ở vị trí Tổng Bí Thư, theo nhà báo, còn có các nhân vật khác đầy tham vọng như Phạm Minh Chính, Võ Văn Thưởng và Tô Lâm. Trong tứ trụ hiện nay, ông nào cũng có tỷ vết cả. Vương Đình Huệ được cho là say mê ca hát và gái vú, thiếu chuẩn mực của một chính trị gia hàng đầu. Vào năm 2019, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vướng thiên đồn tình ái với ca sĩ Hương Tràm. Phức tạp hơn, mạng xã hội lại cho rằng Hương Trảm mang thai và mang con sang Mỹ để sinh sau mấy năm mới về Việt Nam. Về khả năng vươn lên vị trí số 1 của Đảng đối với ông Phạm Minh Chính và Võ Văn Thưởng, nhà báo Lê Văn Đành viết như sau. Phạm Minh Chính bị seri đòn về các vụ án xảy ra ở Quảng Ninh và nhất là bê bối dính líu đến bà trùm IC Nguyễn Thị Thành Nhàn Võ Văn Thưởng tương đối sạch sẽ hơn, nhưng điểm yếu là non trẻ, chưa đủ lão luyện để cầm đầu Đảng và không phải là người Bắc có lý luận. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế tổng bí thư, mặc dù ông này có rất nhiều tai tiếng, vẫn theo nhà báo Lê Văn Đoành, có một chi tiết đáng quan tâm liên quan đến Võ Văn Thưởng. Theo đó, thưởng được các lãnh tụ Cộng sản miền Nam như Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, vân vân ngầm liên minh ủng hộ. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên hai ông Tư Sang và Ba Dũng kể vai sát cánh bên nhau, thân mật trong một khuôn hình. Nhà báo Lê Văn Đoành bình luận tiếp. Tóm lại, rất nhiều kịch bản trên lý thuyết, còn thực tế thì ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ triệu tập phiên họp bất thường đặc biệt để chọn người nắm vai trò tổng bí thư. Tin cuối cùng, Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đang vận động để tranh ghế tổng bí thư, nếu như Nguyễn Phú Trọng chút hơi thở cuối cùng. Việc các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay vẫn dựa vào Trung Quốc để nắm giữ và duy trì quyền lực là điều phổ biến. Bài học tổng trọng lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục trước đại hội khóa 12 là một minh chứng cho điều đó. Do đó, việc Bộ trưởng Công an Tô Lâm được ban lãnh đạo Bắc Kinh ủng hộ ngồi ghế tổng bí thư là một khả năng như cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch từng phát biểu trước đây là Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba, nghĩa là chính quyền Việt Nam sẽ sắt máu và lệ thuộc vào Trung Quốc gấp vạn lần hôm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Ai sẽ thay tổng trọng? Vì sao nếu Tô Lâm sẽ là một mối họa cho Việt Nam. Bắc Kinh có giúp Tô Lâm mãn nguyện trở thành Tổng Bí Thư tại đại hội 14 hay không? Câu thành ngữ Bắc Kinh đổ mưa thì Hà Nội dương ngô dùng để chỉ mối quan hệ mật thiết giữa hai hệ thống chính trị theo ý thức hệ Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Ý nghĩa của nó cũng tương tự như câu thơ của Tố Hữu như sau Bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là quê hương. Việc các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay vẫn dựa vào Trung Quốc để nắm giữ và duy trì quyền lực là điều phổ biến. Bài học trước Đại hội Đảng lần thứ 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ chỗ thất thế trước cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng đã lật ngược được thế cờ một cách hết sức ngoạn mục là một minh chứng được chỉ ra. Và cuối cùng, ông Thủ tướng Nguyễn Văn Dũng phải về làm người tử tế thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Kết quả là từ sau đại hội lần thứ 12 năm 2016, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỗng nổi lên và trở thành một lãnh đạo có quyền lực tuyệt đối, nắm quyền sinh, quyền sát cho nội bộ của Đảng. Từ đó, ông Trọng cho ai sống thì người đó được sống, bắt ai chết, người đó phải chết, không được phép bị thương. Gần đây, dưới phân tích đưa ra một nhận xét đáng chú ý đó là Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm đang theo bài học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dựa vào Trung Quốc để nắm quyền lực có rất nhiều bằng chứng để mà chứng minh cho nhận định nêu trên. Mới nhất, Đài Á Châu Tự Do đưa một bản tin với tiêu đề Bộ trưởng Tô Lâm muốn Trung Quốc giúp đỡ duy trì vị trí cầm quyền tuyệt đối của Đảng Cộng sản, chế độ, xã hội, chủ nghĩa. Bản tin dẫn tin của báo Công an vào ngày 10 tháng 1 cho biết như sau. Đề nghị này được đưa ra vào sáng ngày 10 tháng 1 năm 2024, nhưng cuộc gặp giữa Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên Ông Trần Tư Nguyên sang Việt Nam lần này nhân hội nghị đối ngoại cấp thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, trong cuộc gặp, Bộ trưởng Tô Lâm đã đề nghị với lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc giúp đỡ về mặt lý luận và thực tiễn trong việc duy trì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa cũng như các cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, chống tham nhũng, bảo vệ tuyệt đối vị trí cầm quyền của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vẫn theo tờ báo Công an Nhân dân cho biết, Bộ trưởng Tô Lâm nói điều này thể hiện quan hệ hai đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đang trên đà phát triển tích cực, hiệu quả, thực chất, đúng tinh thần tuyên bố chung hai nước đã đề cập, hợp tác quốc phòng, an ninh thực chất hơn, trở thành một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, có vai trò quan trọng trong việc củng cố tin cậy chiến lược giữa hai đảng, hai nước. Việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong những năm gần đây được đánh giá là một nhân vật siêu quyền lực là điều không thể chối bỏ. Trước đây với vai trò là cánh tay phải của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đốt lò đã giúp cho ông Tô Lâm điều đó. Kể từ sau đại hội lần thứ 12 bằng việc phanh phui hàng loạt các vụ án tham nhũng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã khẳng định vị trí độc tôn là người thực sự nắm quyền lực thống trị trên bàn cờ chính trị Việt Nam. Vấn đề quan trọng nhất là ở chỗ chỉ có Tô Lâm mới là người nắm được top của tất cả các lãnh đạo cấp cao Việt Nam hiện nay bộ trưởng bộ công an tô lâm người bên phải và thứ trưởng bộ công an trung quốc trần tư nguyên không dừng lại ở đó trong thời gian qua ông tô lâm có nhiều biểu hiện chuyên quyền và lộng hành mới nhất bộ công an đã thông qua công an tỉnh thái bình khởi tố bắt giam ông lưu bình nhưỡng là một ví dụ công luận nhận xét bắt bớ ông lưu bình nhưỡng sặc mùi âm mưu chính trị triệt hạ phe phái trong nội bộ của đảng và khả năng cao việc bắt giữ ông lưu bình nhưỡng là quyết định từ bộ trưởng bộ công an chứ khó có thể từ bộ chính trị hơn nữa, ông Lưu Bình Nhưỡng là trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một cấp dưới của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ứng viên hàng đầu của chiếc ghế Tổng Bí Thư tại Đại hội lần thứ 14 tới đây. Phải chăng đây cũng là một phép thử sức của ông Tô Lâm đối với ông Vương Đình Huệ? Trước đó, các vụ án liên quan tới đại dịch Covid-19, một loạt đàn em thân cận của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng dính trưởng của ông Tô Lâm, đó là Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Chủ tịch Hà Nội. Ông Nguyễn Thành Long, cựu phó ban tuyên giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế. Đó chính là lý do vì sao mối quan hệ giữa người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã xấu đi nhanh chóng và lên tới mức một mất một còn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi quan hệ còn lòng ấm. Đây cũng là một điểm yếu của Bộ trưởng Bộ Công an, đó là việc phần còn lại trong ban lãnh đạo hiện nay, họ đã tập hợp chung tay chống lại Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là một trong những lý do giải thích cho việc ông Tô Lâm đang rốt ráo quay sang dựa hẳn vào Trung Quốc để mà duy trì và củng cố quyền lực cho mình với tham vọng rất lớn, có thể leo đến ghế tổng bí thư. Cũng phải xin nhắc lại, vào ngày 10 tháng 1, trang Facebook của Đảng Việt Tân đưa ra lời bình đáng chú ý như sau. Tô Lâm là nhân vật có tham vọng lớn, là một trong những người được dư luận cho rằng Y là một trong những đồ tể. Nếu Y thành công lật đổ được Nguyễn Phú Trọng thì dân càng khổ hơn. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện đã cao tuổi, trí tuệ giảm sút và cũng đã hết giá trị sử dụng với Bắc Kinh. Do đó có khả năng ông Tô Lâm, một người ít tuổi hơn, quyền uy vẫn mạnh mẽ lên thay thế hay sao? Và liệu ban lãnh đạo Trung Nam Hải có ra tay giúp đỡ Tô Lâm để trở thành tổng bí thư tại đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam tới đây hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thể báo.d với bản tin Bắc Kinh có giúp Tô Lâm mãn nguyện? trở thành Tổng Bí Thư tại Đại hội 14 hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de